Trước mặt cô bác đây là một người đàn ông sống trong một cái căn chòi mà nhỏ xíu như thế này nè bà cô bác anh chị, trên một cái gò đất nhỏ xíu à, mà xung quanh thì trời nắng cả này khô hạn thì có rau muống mọc lên nè, còn ngoài ra mùa nước mùa mưa mưa thì xung quanh đây nước linh láng, sống như một cái ốc đảo của cô bác anh chị. Đây là anh Tùng mà khoảng năm trước mình có ghé đây mình quay, mình trợ giúp cho ông bà của anh là người nuôi anh, nhưng mà anh có một cái căn bệnh gì thì mình cũng không hiểu rõ, nhưng mà anh thích một cuộc sống trên một cái căn chòi như thế này nè đó, mà mình kêu mình giúp đỡ để cắt cho anh một cái chòi bằng thiết ngon lành, anh không bao giờ chịu. Thì ông bà cũng là từng cắt lại cho anh một vài lần mà anh cũng tháo ra dở và che lại như thế này để ở nè đó. Cái mùa nước á, mình đi ra đây là ở dưới đây nước không nè cô bác anh chị, nước không luôn đó. Nhưng mà giờ do trời nắng hạn hạn 3-4 tháng nay thì nó mới khô về, chứ không thôi nước đây dơ lắm. Ôi xỉn hả? Ôi chào anh, khỏe không anh? Trời ơi, lâu quá lâu mới gặp lại ha. Ngồi không được rồi nằm vậy hả? Đó đâu giờ đọc lạ không? Đó, ở trên một cái gò đất mới tới anh. Đi bộ về xe. Đi xe, mấy em đi xe. Cho mấy em gắn cái mít coi. Ha. Chàng ơi. Rồi rồi treo cái gì, treo cái bọc này là để về làm gì? Cho gà đừng bay lên. Trời ơi. Cho gà đừng bay lên. Ừ. Nó gặp nó bay sẹt sẹt thì mấy gà sợ hả? Bay lên liền ngoài ông ơi. Xe xích qua đây nó bị vướng cái bọc rồi. Ôi nắng quá. Trời ơi, chiều mát. Ban ngày mà ảnh ngồi vậy đó. Có đồ ăn hả? Có, mới mua hồi sáng đó. Hồi sáng có chợ. Trời ơi, trên lỗ tay có đồ bông luôn cả. Trời có lỗ nhỏ chỗ luôn. Trời ơi, hai bên luôn. Cái nhỏ cái nhà của ảnh nè, thấy không? Cho mấy em tham quan cái nhà trước nha. Đó mọi người. Đó. Dạ. Mấy cái này là một hết trơn rồi nè nha. Mùa mưa xuống chắc dột. Nhưng mà ảnh vẫn ở đó. Đó. Mấy cái tấm ấy là một anh chơi cái áo mưa lên nè. Và mấy cái cây nè, mấy cây này nè, một cái trơn rồi. Cái ảnh cứ đắp nó đắp vô hoài vậy đó. Dách là những cái bọc nha. Ừ, dách là cái bọc vậy đó. Cái bọc kia lại. Mà ngồi thẳng cái đầu lên là đụng đầu luôn đó. Ngồi vậy đúng rồi nè. Mà quen rồi. Mà dường như là ở gì là cả chục năm nay phải không? Hơn rồi phải không? Gần năm rồi. Năm đầu năm. Mấy mùa lúa rồi đó. Không dám đâu, ở cả chục năm cho lên rồi. Cây một chân gà giá diện đó này. Mà ảnh gà mày xuống dưới đây coi nè. Đó, một ảnh chim gạch gì đó chứ không bỏ đó, thấy không? Chim gạch thêm gì đó, độc lạ không? Đeo đôi bông thì bằng hai cái cọng dây chì. Đâu đâu quay ngang cho em coi cái lỗ tai cái anh Tùng. Anh tên Tùng phải không? Tên Tùng nó cọng dây chì đó. Cái nón đó. Cái nón thì bằng cái khăn hả? Ủa cái nón anh chế bằng cái khăn hả? Nội cho nó mát. Cho nó mát. Chàng ơi, do nóng quá hả? Ừ. Bữa nay để râu dài nữa ta, không cạo hả? Bữa nay em thấy già hơn năm rồi á nha. Bữa nay có râu thấy già hơn đó. Anh Tùng năm nay nhiêu anh Tùng? 51 rồi. 51 rồi hả? 51 tuổi anh Châu. Tuổi anh Châu. Ngồi lên là đụng cái mái nhà. Căn nhà này nhỏ nhất Việt Nam không? Căn chòi chứ không phải căn nhà. Chòi, cái này là căn chòi. Rồi cái này mưa rồi sao anh? Mưa nó không có chảy. Hai ba miếng trên á. Mưa là ngập ở đây nè. Ít nắng nữa, ít nóng. Không nóng. Không nóng. Mà nó ngập dưới đây quá. Thì ảnh đi. Mấy tính có lội một hết à. Trời mưa là ảnh vẫn lội vô, mà trước vô đây sình bụng như gì nè. Mấy cái nó cũng có lội một hả? Dạ. Rồi có một bộ đồ đó mặc hoài đó, quanh năm suốt tháng đó. Tắm mà lên cái nó khô đồ cái là đi tiếp hả? Hay trời. Em thấy bộ đồ này như là một năm mấy hai năm mà lúc trước em cũng thấy anh mặc bộ đồ này nữa nè. Thích ha, thích mặc hoài vậy ha. Sao người ta cho đồ không chịu mặc đồ mới đi? Cùng rồi. Hả? Cùng rồi. Khùng hả? Cùng. Cùng. Trời bữa nay tóc bạc, anh tóc bạc hết trơn rồi ta ơi. Bữa nay chân mày râu gì tóc bạc hết trơn rồi hả?
có cái quạt dữ dằn nữa nè. Ừ, đâu đâu lấy cái quạt chuyện coi coi. Đâu đâu để em coi. À vậy đó, đó cái quạt kia kìa mọi người. Câu bằng dây sắt với mấy cái bọc. Dây chạy dây bọc á. Mà lâu năm lắm rồi đó. Mới trả cho quá trời quá đất nhiều quá. Nghĩ không cái có đi. Cái quạt quyền thoại không? Nè giờ cái nhà mình muốn đi vô đứng ở chơi cũng không dám vô đó. Tao cho tiền ha anh. Hả? Đi làm tao cho tiền hay gì? Ừ, ba nhỏ cho hút thuốc có hai đứa cô gái á. Dạ. Ngồi. Bây giờ cái này đâu dám lên ngồi mà mình lên ảnh nè. Này là giặt che nè. Lên ngồi là sập liền. Đó. Đó. Một cái chân rồi. Một cái chân rồi, lên là gãy luôn. Lên là gãy đó, mình lên đến ngồi thôi. Ông ở quen rồi. Đây được bánh trái nem nè, ai cho cái gì nè. Nó thấy không? Tài sản của ảnh là chỉ có một bộ đồ này trên người. Chứ không có gì hết á. Ban ngày thì đi đi chợ rồi mình mua đồ ăn á, người ta cho chút ít tiền rồi mình mua đồ ăn hàng ngày luôn ha anh Tùng. Buổi sáng, buổi chiều sáng. À, để cho họ người ta đi. Mình đi buổi sáng. Buổi sáng là buổi chiều ở nhà nằm đây ngủ hả? Ờ. Rồi nóng sao chịu nổi? Đi. Tối ngủ rồi sáng đi. Rồi nóng sao chịu nổi? Không nổi nó quen. Rồi bộ đồ này một ngày tắm vậy là mấy cử? Tắm liền liền hoài mà. Rồi nó ướt, ướt. Sợ nước. Nó ướt. Sợ nó ướt rồi sao? Trời ơi, có một bộ đồ này là mặc hoài luôn á. Anh sợ nước hả? Ừ. Trời ơi, ít tắm ha. Ít tắm. Ngày tắm được 1 lần không? À, rồi từng 3-4 ngày tắm lần. Bao ngày tắm lần? Chiêu vậy. Trời ơi. Thấy cái căn nhà của anh ở gì đó mà anh ở độc lạ nhất là Việt Nam luôn á. Cái gò đất này là anh đắp hay gì? Cát nghe bơm lúc trước gần 4 tháng rồi. Rồi đắp 4 lên 5 tháng này. Rồi nó lấy len á, người ta dít đắp lên. Đắp lên. Có nước á, nó tràn. Rồi. Mưa dài quá cái nó động dũng rồi ông ơi. Vậy hả? Ừ. Rồi động dũng làm sao anh đi được? Được. Có mấy đá bước. Bước trên đá tròn hả? Mấy đá, trên mấy đá. Bước chen chen vô. Trời ơi. Có khi thì cũng bước sập xuống luôn. Hồi năm trước em nhớ em ra đây em bước xuống cái chân nó về nhà phải chà 2 kg xà bông á. Rồi nó đen á. Rồi ban ngày là anh đi có gì ngoài chợ hả? Ừ, ban ngày đi buổi sáng. Đi buổi sáng không à? Buổi chiều không có đi. Buổi chiều để cho khách người ta uống cà phê. Là anh đi bán cái số hay sao? Không có bán nữa. Người ta bà con cô bác đi quá duyên thôi ha. Quá duyên cho tiền. Rồi quá duyên rồi có ca hát hay là có chút người ta không, gì không? Không có đâu đi, cấm, hơn cấm nữa. Sao kỳ vậy? Đó, vậy đó. Ai cấm? Mình cấm mình á, hơn cấm mình á. Không có dám đi. Tức là vừa đủ tiền xài thôi ha. Chứ không có đi xin nhiều ha. Không. Cái đó là lý do sao mà ấy vậy anh? Nó thuộc hết rồi. Thuộc hết rồi. Thuộc. Là có quyền bí thuộc là cấm luôn, cấm luôn. Đi quá duyên vậy có khi nào mà hát hay là hò gì chúc bà con không? Hồng không dám đẹp quá. Anh Tùng hát bài đi anh Tùng. Nghe nói đó anh hát cũng hay lắm mà. Hát bài tặng mấy em đi. Hát cũng được mà không gành. Rồi thì hát đi, cãi. Rồi không biết hát nữa. Nó nhảy đứt khúc hoài à. Vậy đó, nhảy đứt vui chứ. Đâu là anh Tùng tặng mấy em bài cả. Không gành quá ai. Thuộc bài gì không? Không. Có đọc giảng được không? Nó qua rồi. Qua lớp rồi. Qua lớp rồi hả? Ừ. Bây giờ tới lớp gì anh Tùng? Tới lớp, tới mùa thi. À, tới mùa thi rồi ha. Ừ. Bây giờ đọc giảng là không còn là vấn đề nữa. Không. Không có trở lại được nữa. Dạ. Nó chỉ tới mùa thi rồi cái nó qua luôn, nó qua luôn cái tuần luôn. Vậy là ý anh nói là tới mùa thi xong là qua luôn là thưởng qua luôn cái dầm luôn. Dạ. Có nghĩa là cái thời mà phiên người ta là hết rồi. Ừ. Giờ là tới mùa thi rồi. Rồi hay với ta. Nó mới ra bình thường được. Dạ. Mà tôi đâu có. Anh Tùng cho em hỏi thêm cái anh Tùng. Anh giờ phải còn nhớ lại cái lúc xưa mà anh ấy không? Lúc xưa mà anh đi làm không? Rồi anh làm việc em nghỉ á, còn nhớ lại cái ký ức đó không? Xưa anh làm cái gì? Tháng 600.
À, đó anh làm cái gì? Con rẻ bên sở nhà đất đó. Còn nhớ lúc lúc sau cùng là cái mấy cái ngày chót mà anh đi làm cái gì đó rồi là bị bệnh lên rồi nghỉ tới giờ đó, nhớ rồi, không? Xin qua bên tài chánh đó, bên tiền á. Ừ. Làm từng tháng ngoài cái nghỉ. Rồi nghe nói anh đi đo đắc gì đó là lúc đó là anh mới phát bệnh nghỉ luôn đó, nhớ không? Sau, về nghỉ. Đo đắc ở đâu? Xin nhớ không? Phép đó, về nghỉ. Lúc đó anh đo đắc ở đâu anh nhớ không? Ở xe đét. À, đo một xe cái gì? Cũ á, Đồng Tháp. Có nghe nói có đo một cái đình hay cái chùa, cái miễu gì phải không? Có không? Có. Ở đó đo cái gì nó đó? Nó nằm ngang ở trên Vĩnh Thạnh chút. Ừ. Cái đó cái đình hay gì? Ở Long Hưng á. Cái đó cái đình hay cái miễu? Cái miễu. À, nghe nói lúc đó đo cái đó là về bị anh bị bệnh luôn đó phải không? Ừ. Cái miễu dài đúng không? Mà nghe nói vậy đó. Đạt. Gần mười mấy mét đó. Là lúc đó đo là không xin phép hay sao anh? Đo mà người ta có giấy á, người ta gửi mình tới mình đo. Yeah. Ừ. Cũng như đi xin vậy. Dạ. Yeah. Thấy tội nghiệp anh. Rồi từ đó là anh nghỉ luôn đó anh Tùng. Nghỉ luôn. Nghỉ là phát bệnh lên tới giờ luôn. Hình như bây giờ chắc cũng cả 20-30 năm mấy chục năm rồi. Màu hết bước màu lẻ. Hồi đó anh còn trẻ phải không? Còn. Mà bây giờ anh 51 tuổi rồi. Cũng như chắc cũng có hai mấy ba năm. Nó quen. Cái nhà anh ở đây luôn hả? À, cái nhà anh là cái này nè. Còn cái nhà này là cái nhà của cái ông bà nuôi ảnh. Mà lúc trước kêu ảnh vô nhà ở, anh không chịu bất bệnh là ảnh ở như gì nè. Trời ơi. Đó. Bạn bè cho. Cho. Mà cho sao lúc trước cái ông gì, ông bà tên gì quên rồi. Nó gọn gàng. Ông bà thứ mấy con em quên rồi anh. Cô ba. Ờ, cô ba. Với chưa ông ba là kêu vô nhà ở. Mà ông ba mới là người chăm sóc anh Tùng, lo cho anh Tùng nè. Mà ông bà mới vừa mất hồi năm rồi với năm trước rồi. Giờ ảnh còn lại. Ảnh không ở đó. Ở đó sao ông bà cô ba đó mà cắt cái nhà này lại bằng cái chải thiết, dựng thiết cái đầu cho anh mà anh không chịu ở, anh bỏ. Sao anh Tùng? Sao không chịu ở cái nhà cho nó ngon? Thiết nắng nó gội, nóng ha. Nó nóng thấy hòa. Còn cái này không nóng hả? Rồi cái này anh ngồi đụng đầu luôn kìa, không nóng đâu. Đó. Bữa nay thấy đồ được mang đôi dép mới ha. Mùa hôm dài cũng 4 ngày, 5 ngày à. Thời gian giờ lẻ hết rồi. Rồi tiền còn dư không? Còn cắt xài. Mà được có một cái anh Tùng rất là hiền. Có một cái là có một bộ đồ mặc hoài và tắm không bao giờ thay. Tắm thường thường là phóng xong tắm ha. Thiếu rồi. Tình thương không chịu. Cái gì? Không chịu. Thiếu tình thương không chịu. Thiếu tình thương hả? Ừ. Anh Tùng bị thiếu tình thương hả? Nhiều hay ít? Tình thương đó là tình thương gì anh Tùng? Tình thương là cô họ, rồi dòng họ. Rồi có tình thiếu tình thương người phụ nữ không? Rồi đủ tình thương đó thì sớm làng hàng sớm. Người ta thương người ta cho. À hiểu không? Tức là anh nói anh thiếu tình thương từ gia đình ruột thịt đó. Nhưng mà là có tình thương từ những người tình làng nghỉ sớm. Phải không? Ừ, thuộc nằm trong rồi. À. Tháo hai cái cọng gì? Cái gì nè? Cái lỗ tai ra đi. Đeo bông hả? Đeo bông ra đi. Nó không ăn. Có đeo. Lỗ rồi rễ xỏ luôn. Đeo bằng liếp hoài. Đeo bằng cọng dây chì nó kỳ lắm. Sao thấy anh Tùng gương mặt tựa tựa như ông thổ địa ta? Có thằng ở đâu vậy đó? Thằng Tài à? Cô qua địa. Cô qua địa hả? Cô qua địa. Chút xíu nữa có mấy thằng bạn em nó tới trò chuyện với anh kìa. Nó trò chuyện chút xíu nó gửi cho ít tiền cho anh xài chịu không? Nhậu về. Mấy cả nhậu liền hoài á. Uống rượu. Ai nhậu anh Tùng? Bạn cái chuyện của anh hả? Ừ, người quen. Ờ. Mà mình không có rồi. Ừ. Tính ra là anh Tùng sống như gì như một cái ốc đảo rồi. Tức là xung quanh là khi mà mùa mưa là nước không, mùa nắng thì bắt đầu mọc lên cỏ xung quanh. Cái này giống như một cái gò đất nhỏ ha. Là anh Tùng sống trên một cái gò đất nè. Căn chòi nhỏ nhỏ nhất Việt Nam. Ngồi là đụng đầu luôn.
Rồi sao anh không tháo đi, bây giờ em cho tiền anh. Em sẽ cho tiền anh là mua cái tấm ni lông mới anh che lại hoàn toàn, anh chịu không? Giờ tháo cái này ra bỏ. Em dài, em dài ở đây em làm hả? Với anh luôn. Vài ngày nữa hả? Vài ngày nữa à? Ừ. Chịu không? Ừ, chịu. Hứa nha. Hứa. Em mua tấm mới, anh sẽ tháo cái ni lông này ra bỏ đi rồi che lại cái mới ở, không có lấy cái cũ này nữa. Che cao, cao hơn chút nữa. Che cao hơn, chịu không? Nó không nóng, dở cao lên. Không giờ chịu đâu. Chứ lùng quá nóng lắm. Và những cái cây này nè. Cây này cho dù một cách mấy anh vẫn để trong đó luôn, không nhổ ra thay thế nè. Một là cứ đắp vô hoài chứ không bao giờ thay ra. Lạ kỳ vậy đó. Bữa nào rước về cho anh một bà nha. Có bà không dám. Quen. Mình sống còn lăn lóc. Có thêm một người nữa. Thêm người nữa. Thêm một người nữa giờ cho vui. Nấu cơm cho anh ăn. Vô không? Ăn cơm sáng chiều. Sáng chiều. Này, cắt cái này gọng gọng ra hai người ngủ. Quen một người đi đây, kiếm một bà đi. Sống mình nên buồn lắm. Mất đi công tác hoài vậy hả ta? Đi công tác chỉ hoài đó. Thầy không có, ông thầy không có ít câu. Câu gì? Câu hay, câu dạ, câu để nói chuyện nghe. Rồi anh Tùng đọc đi. Thầy có ít câu. Tôi có câu nào, không được câu nữa. Trời ơi, vì nãy giờ nói em đó hả? Em tưởng là anh nói anh. Hoài. Rồi ăn cơm chiều chưa? Ăn ngàn buổi. Buổi nào? Buổi trưa. Còi bánh mì với mấy cái đó là chừng nào ăn? Nãy giờ sáng. Ôi sáng nó hư sao? Sáng cũng ăn buổi trưa, qua ngày, qua đêm. Mà để buổi sau nó hư đó anh ơi. Thôi đi. Ăn đi. Ăn đi, lấy ăn đi. Anh còn nhớ không? Lúc trước em ghé đây em mua chiếu nè. Cái tấm ga này nè. Ha. Rồi mền mùng gối nè, gửi cho anh một lần mà anh cũng không xài luôn. Anh đem vô chổng cho cô ba bỏ trong nhà, không chịu thay thế mấy cái này, vẫn để nguyên cũ về xưa giờ luôn á. Chiếc chiếu này cũng vậy nữa nè. Anh ghé đây mua cho chứ anh Tùng này hết rồi. Khoảng 2 năm trước là ghé đây mua những cái phá chơi đồ cũ. Tính cắt cái mới mà anh không chịu, mấy vậy mới mua những cái đó để cho anh che lại cho đừng có bị dột, đừng mắng. Với gối mùng mền mua anh không xài. Ăn tương rồi. Ai ăn tương? Tôi. Sao ăn tương tu hay vậy? Chú không có ăn tương. Dạ. Ăn mặn. Em ăn mặn. Anh ăn tương ha. Ăn tương. Ăn tương thuộc sấm giảng không? Ăn tương rồi ăn mặn. Chế cũng hay ha. Chế cái bọc này đuổi gà. Nó bay xẹt. Rồi mỗi lần mà cái vạc này bị sập là anh lấy đá để gạch kim gì hoài luôn nè. Trời ơi, kim mà chắc đủ thứ cục gạch kìa, nhìn thấy mắc cười không? Một chồng gạch nhỏ lớn đầy đủ rồi nè. Đó. Bên đây cũng vậy nữa nè. Đó, đứng coi cái căn nhà của anh lại một lần nữa nè. Siêu quẹo giữa trời luôn. Anh sống ở đây giống như một ốc đảo mọi người. Cái nè. Đó, coi kìa. Bọc gách. Đáng lẽ ví dụ bọc cũ đi, hư đi thì người ta lấy ra bỏ, người ta treo cái bọc mới cũng được phải không? Trồng bọc mới vô. Anh lấy cái bọc mới, anh trồng cái vô luôn. Đó. Bên đây cũng vậy nữa nè. Đó. Nè, tấm này hết sức lâu rồi nè, một rồi vẫn để che hoài luôn nè. Như một ốc đảo. Đó, anh Tùng ở vậy đó cô bác anh chị. Mà mười mấy năm rồi đó nha. Có ông khiến. Ông khiến anh ha. Đợt xe. Khiến rồi cũng có nhớ. Dạ, vậy là cái đợt đo cái miễu đó ha. Dạ. Miễu với Long Hưng á. Bởi vì em thấy cái dáng ổng ở đây hoài luôn nè.
Rồi ổng ở đây chung với anh hoài luôn hả? Hay là hello ổng cái gì vậy? Coi được rồi, để cái mic đó đi. Bây giờ anh không cho gắn mic lên người, em gắn cái mic ở đây nè. Đó. Cho nó sẹt sẹt chơi nha. Rồi buông ra đi. Anh gắn trên áo khó chịu. Bây giờ mình gắn lên đó cho hút tiếng. Đẹp không? Đẹp, ra màu. Ra màu chớp chớp luôn á. Hồi đó là do anh Tùng của chú anh chị làm công việc ở bên đo đạc đất đai và đo chúng một cái ngôi miếu, là có một cái giống như cái linh thần của vị thần miếu ở đó, và cái linh thần đó của chú anh chị là hợp với cái nguyên thần của anh Tùng, cho nên là vị thần đó đi về sống chung với anh Tùng tới giờ luôn đó của chú anh chị. Em nhìn thông khoảng thằng đất ở đây hoài luôn. Là anh nói là ổng cái gì đây thường với anh không? Ít về á. Dạ. Có bạn bè quen thuộc đó. Dạ. Tới lui người ta nhậu, ta nhớ á. Nhớ cúng ổng hả? Ờ. Thì ổng gì à? Rồi những lúc mà anh buồn này kia đó là ổng có về tâm sự với anh không? Không có dắt đường ổng ơi. Dạ. Ít thế à? Ờ, phải vậy. Ta thăm, tới người ta thăm cái rồi. Dạ. Nói vài câu gì đó. Không có trị bệnh. Không có trị bệnh được. À. Thằng đất mà đâu có trị bệnh được. Chỉ cho nó mất tình. Tức là rổ thằng đất á. Thằng đĩa. Là sao? Là theo ảnh á. Ừ. Mày thấy luôn. Chuyện ơi. Có thiệt luôn hả anh Tùng? Ừ. Rổ thằng theo anh hả? Qua hậu công hết luôn. Trời ơi. Bây có cái nét mặt giống à. Ừ. Bởi vì đâu có chịu ở, anh thấy những thằng thổ thần thổ địa, anh ta ở những cái chỗ cúng túp liều không thấy không? À. Mấy người đó đâu có chịu ở nhà sang được. Sang trọng quá trời. Bây giờ. Như hai khẩu. Dạ. Chủ. Mà hiền lắm à. Ừ. Thương. Để tiền cho anh xài nha. Chiếc này lấy đi nha. Thôi tôi thôi nhận có. Đi. Không ơi. Thôi nhận tí mà. Đi bơm xăng nhớt dầu. Thấy không nãy là nói. Có. Anh Tùng là không bao giờ mà nhận cho nhiêu cũng không chịu nhận hết trơn á. Mà đi ra đường bà con cô bác gửi cho 5.000, 10.000 thì lấy nha. Đó là bổn phận mà. Ừ. Cái đó cũng như là cái nhiệm vụ đi ra ngoài vậy đó. Còn ở đây là mình. Cái chiều. Tới đây trò chuyện gửi tiền cho anh không lấy. Sao anh không lấy? Còn cắt xài. Bây giờ vậy nè, em gửi cho anh đó. Anh ở nhà. Ở nhà 2-3 ngày anh vẫn có tiền xài, anh khỏi đi ra đường, anh chịu không? Đi cho nó thoải mái, cho nó mát mẻ. Phải đi vậy đó hả? Ờ, cho nó nhẹ, nó không nặng. À, tức là mình đi một cử sáng vậy đó ha? Ờ, hình như, sáng với hình như chiều. Em tìm theo em biết đó, là anh Tùng chỉ nhận được tiền từ giấc 11 giờ trở về sáng. Và giấc trưa là anh cũng không nhận được tiền luôn phải không? À. Phải không? Đạt nói đúng không? 11 giờ trưa trở về sáng là anh mới nhận tiền của bà con bác thôi. Còn 11 giờ trở đâu sao anh có nhận không? Không, không dám luôn. Ôi, đúng luôn hả? À? Sao không dám? Tiết lộ cho mấy em nghe. Tiền có mà nó chưa có đúng, thôi à. Đúng cái tử. À. Có nghĩa là cái giống như những cái miếu như đó người ta cúng. Kệ không nghe mày nói kìa. Đúng rồi phải không? Đạt, em Đạt này nói đúng rồi phải không? Ừ. Tức là nhận đủ ăn rồi thôi chứ không có được nhận dư. Sống qua ngày. À, bởi vì đi buổi sáng không à. Là 11 giờ trưa bắt đầu là về là bắt đầu phóng ở đây nằm tới chiều. Hèn chi. Đi buổi sáng có khi đi buổi sáng kiếm ảnh không giờ gặp. Có quýnh bài không? Dạ. Có quýnh bài không? Không. Không quýnh bài nữa. Ông Thổ Thần có quýnh bài không? Người ta uống rượu không được, con uống ít cốc quýnh bài. vậy là anh Tùng này là có ông Thổ Thần theo độ ha. Ừ. Sống giống như cái miếu vậy nè, nó không có được cả nhà. Ừ. Những cái nhà vậy nè, anh đã cả chục năm rồi đó. Mà cắt lên 2-3 lần rồi. Cô ba nó là từng cắt lên 1-2 lần rồi, anh tháo anh bỏ anh vẫn gáp lại sống ở như vậy. Không chịu cái mới.
thà ngồi công sống vậy đó, chịu hả anh? Mà cắt lại cái mới cao không chịu, nó không mát hả? Vì mạnh khỏe nên nó bền. Còn sáng đi tới 11, đúng 11 giờ, được nhiêu ăn nhiêu rồi cái đi về. Vậy à. Má nhỏ cho tiền thầy liên hoài không ơi. À. Mà sao em cho anh không lấy? Nhiều lần lắm rồi. Có trúng số rồi lấy. Trúng số mới lấy. Bữa nào cúng ở đây anh cho số ha. Ừ. Chịu không? Chơi số mấy người ta có chơi số. Chơi số cúng mới cho ha. Ừ. Vui vẻ người ta chơi. Vậy bữa nào vé rồi chịu có trúng cái có tiền xài. Vậy bữa nào bữa chơi nào mà không ghiền. Chơi không ghiền nha. Rồi bữa nào anh nói cho em mua đi. Bữa nào em mua được. Bữa nay nha, bữa nay 40. Bữa nay chiều rồi. Chiều uống cà phê. Chiều uống cà phê. Tôi thì thôi. Quá dư. Quá dư luôn. Ăn uống là dư lòng á. À dư trong lòng. Tức là người ta cúng nhiều đó hả? Ừ. Chuyện ơi. Ba nhỏ có hai đứa con quanh như Như. À. Vậy là hiện tại có người đang cúng ở trên miếu trên kia. À, tới đợt á. Tới đợt cũng lại cúng. 3 rồi. Tháng. Tháng 3 tháng rưỡi. Dạ. Tôi gan lần. Mình công nhận đúng là siêng năng ảnh đỡ thiệt chứ. Không thể tưởng tượng nổi. Ví dụ đỡ con tháng 2 tháng thôi, còn ảnh đỡ là cả chục năm mà như gì nè. Ở một nơi như thế này nè, giống như một cái giống như một cái chòi vậy ha. Ừ, và giống như giữa ốc đảo vậy đó. Mà thấy cái chắc cỡ mét rưỡi không ta? Không, cái giường không tới nữa. Cái giường không tới nha. Bề dài cỡ mét rưỡi à. Mà nắng nâu như vậy đó. Nhìn ảnh thấy gương mặt phúc hậu thôi. À. Chiều là không ăn luôn đó ha anh. Đúng là chiều anh không ăn cơm luôn ta. Ăn cứ trưa. Còn cái phần đó ta cho rồi mà anh chưa ăn nữa kìa. Đâu có đói đâu. Cứ sáng cái chiều rồi đâu có đói đâu. Ta thuộc về cái gì lãnh vực kia mà. Là sáng với chiều là không có đói đúng không? Không. Hết đói. Chỉ được ăn chắc chưa là ăn nó cháo nguyên ngày. Độc lạ một người đàn ông. Anh Tùng sống rất là độc lạ. À, anh Tùng chỉ ăn được chắc chưa thôi của chúng chị. Anh ăn cử trưa một thằng ta chỉ ăn được cử dưa thôi. Đây là một cái nhà sau giường nè. Về quên này đây. chưa gì hết. Chưa về. Chưa về. Chờ mát. Ông thầy này nè, ông thầy ca nó cho tôi nè. Đứt giọng hoài. Cho mấy em lên giường anh ngồi chơi chịu không? Anh Tùng đi lên giường anh ngồi chơi nè. Rồi về. Mình mà bước lên cái ngồi cái là làm cái sập cái liền á. Sập cái anh nghỉ ngủ luôn. Chỉ của mình nên ảnh mới hiểu ý và bước lên từ từ thôi. Câu dây chì và tất cả đều một cái chân rồi mọi người. Nó cong rồi kìa. Cái lực tác động của ảnh á là chỉ nằm xuống theo cái chiều từ từ thôi mới được nữa. Nếu mà ảnh tập trung ngay giữa này cái là gãy nè. Nằm mạnh quá cũng gãy nữa. Ừ. Lâu lâu em ghé thăm gì vui không? Vui chứ. Vui rồi kìa. Kêu vô thăm chơi. Ờ, làm gầy là vài ly đi. Có rượu không? Không, không dám. Không dám nhậu. Thổ thằng mà không dám uống trời. Cái gì chứ cái đó rượu không dám uống. Ừ. Để cho khách quen ra uống. Bọc này bọc gì đấy? Bọc nước hay gì? Bọc nước. Trời ơi. Đây là nước yếu á hả? Ờ. Rửa tay, rửa chân. Rửa tay, rửa chân. Múc dưới sông hay gì anh? Múc lù kế bên đó. À. Trời mà cái bọc ảnh xài kỹ rồi kìa không bỏ luôn. Cũ mà quắn lại trên cái đầu quai cầm kìa mắc cười không? Rồi cái đó gì? Rượu hay gì? Trong ca đó. Anh đâu có uống nè. Sugo đỏ. Dạ. Cái nóc nhà nè. Một hết trơn à. Đối gì anh? Con thằng Lằng nè. Con thằng Lằng hả? Kể nó đi. Thằng Lằng kêu gắn gì? Gắn mái dầm. Thằng Lằng kêu gắn mái dầm hả? Ừ.
tới cái mùa nó có tên nữa, là có tên có tuổi nữa rồi. Cái mùa nước á là mấy con kiến với mấy con én nó bò anh đây dữ lắm, nó bò lên giường ảnh phủi không mà, chứ đâu có làm gì được đâu. Thấy tội nghiệp đôi lúc rồi. Nó giống bò như nó giường. Không có chỗ ở, nó bò nó ở nó vậy. Ngập rồi nó bò vô đây nó ở nè, chuột luôn, chuột lên đây đóng ở dưới, ở dưới mấy cái gò đất này luôn. Ở đây mà có cái nhà quen ở ngoài nhà... ở đâu anh? Ở cặp đường lỗ xe lớn trong đó, ra nhậu chơi. Anh ra đó hay gì? Không, tôi không có đi. Sao rủ em ra đó nhậu? Ở nhà ơi, nhậu với ai? Nhậu bạn bè chơi, vui chơi vậy đó. Ở ngoài có ai nè? Có, thấy dựng nhà khách mới dựng bữa nay nè. Nhà quen mà dựng nhà khách gì trời. Thì nhà quen. Sợ mất bà ai rồi. Nhà quen mà dựng nhà khách, đấy. Bởi vì nói chuyện thì nói là quên cái đầu quên cái đích. Cái lỗi mà không hay. Có cái lỗi biết luôn hả? Nói nhà quan mà có nhà khách là sai rồi, phải không? Phải. Đó, mình đứng từ xa mà nhìn cái căn nhà của ảnh đó ha. Nhà xíu vậy đó. Xíu. Nhưng mà tất cả đồ trong đây thì nó mục hết trơn à. Những cái bằng cây tre hết trơn đó. Mục hết rồi. Nếu mà không ấy là lấy đó. Nắng gần cả tháng nay thôi. Dạ. Nắng mà sao anh ở trong đó chịu hay, mà anh ở từ buổi trưa, từ 11, 12 giờ trưa là tới chiều tối này luôn. Rồi bữa nay có đi tắm chưa? Bữa nay anh đi tắm chưa? Tắm rồi mà nước chảy ra, nước rồng rồi bác ơi. Nước rồng hả? Ở trên này có nước đâu, nước rồng. Chừng nào nước lớn tắm hả? Không, anh xuống cái kênh. Xuống sông hả? Ừ, xuống sông á. Để nước lớn xuống dưới phóng dưới á. Ngầm ngầm rồi đi lên để nguyên bộ đồ ướt vậy luôn. Khô. Thì đó, nhìn đi có một bộ đồ đó, quanh năm suốt tháng luôn trong nhà đâu, trong cái phòng này đâu có bộ đồ nào đâu. Tôi nghĩ con nằm bắt nó được không? Được con cái là ảnh sống rất là hiền lành, ra đường mà con có bác thấy thương người ta cũng gửi cho tiền ăn á. Một hồi nữa. Đó, ảnh vậy đó mọi người. Thấy thương ảnh không? Tại mỗi con người có một cái số, cái duyên, cái phận sao á. Không chịu uống nước gì luôn. Đó mua nước suối bánh trái gì không chịu để đây đem vô cho chứ.